Xin chào các bạn, ở đây mình đang có hai chiếc Galaxy Note 5 2 SIM và chiếc S6 Edge Plus 2 SIM. Hôm nay mình sẽ mở hộp cho các bạn xem có cái sự khác biệt nào giữa cái bạn 2 SIM và bạn 1 SIM hay không. Thì cả hai cái máy này mình đều mượn từ Clickbuy và nó đều có bộ nhớ trong là 32GB. Chiếc Note 5 này là màu vàng, trong đó là chiếc S6 Edge Plus 2 SIM có màu Titan. Ok, Note 5 2 SIM. Đây là cái chiếc Note 5 2 SIM của chúng ta. Đó. Nó màu vàng. Mình sẽ nói về cái phụ kiện trước. Máy này cả hai đều được nhập về từ thị trường Hàn Quốc. Tiếng Hàn Quốc ở đây. Ra thì ta có các phụ kiện. Đây là cái khe SIM. Ra là chúng ta có các cái phụ kiện cơ bản của một cái điện thoại. Vì như cái Note 5 bình thường, đó là cái tai nghe này, cái dây kết nối này và cục sạc. Dĩ nhiên là sạc nhanh 3 chấu. Thì đây là chiếc Note 5 2 SIM của chúng ta. Cái khe SIM ở trên Galaxy Note 5 phiên bản 2 SIM, chúng ta có cái dòng SIM 1 và SIM 2 ở đây. Cả hai đều là dạng nano SIM, tức là nó sẽ sử dụng chung một cái khe cắm SIM. Đây là Galaxy S6 Edge Plus phiên bản 2 SIM, màu titan rất là đẹp, mình rất là thích cái màu này. Cái phụ kiện nó thì nó cũng tương tự như là cái phiên bản S6 Edge Plus. Cái khác biệt chỉ là một khe SIM và hai khe SIM mà thôi. Đó, rất là đẹp. Cái khe SIM này cũng được đặt ở phía trên giống như là trên Note 5 2 SIM. Nhưng mà cái S6 Edge Plus này nó khác so với cái S6 Edge thông thường. Đó là cái phần phía trên nó có một cái G chạy giữa này. Còn ở trên S6 Edge thì nó là bo thun mềm luôn, chứ nó không có cái G chạy giữa này. Đây là cái khe SIM của S6 Edge Plus. Sẽ so sánh nó với lại cái khe SIM ở trên Note 5 2 SIM. Thì các bạn thấy là cái khe SIM của hai máy nó khác nhau, bởi vì cái vị trí SIM nó đặt khác nhau. Ở trên Note 5 thì cái SIM nó sẽ đặt ngang, còn ở trên S6 Edge Plus thì nó là đặt dọc, hai SIM sẽ đặt dọc như này. Có thể do cái thiết kế ở bên trong của hai máy khác nhau mà Samsung đã phải bố trí cái vị trí đặt SIM nó khác nhau, một cái nằm ngang, một cái nằm dọc. Cái nằm dọc nó sẽ dài hơn và rẻ hơn, cái nằm ngang sẽ ngắn hơn nhưng mà to bề ngang hơn. Trước đây khi mà Note 5 2 SIM chưa ra mắt thì ở trên mạng có một số tin đồn là ở trên cái phiên bản 2 SIM nó còn có cả một cái khe thẻ nhớ gắn ngoài để bổ sung cho cái bộ nhớ trong của Note 5. Cái khe thẻ nhớ nó nằm ở đây theo một cái hình mình nhìn ở trên mạng, nhưng mà ở trên cái phiên bản được nhập từ Hàn Quốc thì mình không thấy điều đó. Bên cạnh trái nó vẫn hoàn toàn là trống trơn. Chúng ta chỉ có một cái khe SIM ở trên này mà thôi. Đó, khe SIM với hai cái slot để chúng ta lắp SIM 1 và SIM 2 vào, chứ nó hoàn toàn nó không có cái khay nào cho cái thẻ nhớ cả. Rồi, xin cảm ơn các bạn.